Đó là khi anh còn đau trong tim thức và đó là khi mà những cảm xúc của anh đã quá là rời xa. Đó là lúc mà anh đang thấy mình sang bị biến thành một người khác. Đó là lúc mà con tim anh đang bị cảm xúc làm cho vỡ nát. Anh không biết, anh không tin như bấy lâu nay anh đã tự tạo ra một cảm giác chìm vào khung nhạc trong những bài hát. Cả tôi anh viết lên cảm xúc không có tên, nỗi buồn đau buồn quên không có em ở cạnh bên. Vì nay bên anh đã là một người con gái hoàn toàn khác. Bước chân có kẻ phản bội giờ đã không thể trở về vừa xuất phát. Nhiều hôm tạp trong suốt đấm mất chút chát. Vô tình về với quá khứ đã khiến cho tình anh tan nát. Anh như lặng lo rằng những sai lầm mình tiếc nhau. Vì khuê các cuối người mình nhau cũng là lần đầu anh cần cho trái tim em đau. Có giọt nước mắt nào rơi mau lan ra trên đôi gò má ấy. Rồi lặng bước màn đêm cho muốn về bên em nhưng anh định thôi vậy. Và dường như ký ức hiện về khiến đôi lại nhiều không buồn. Thấy đôi tay em đã sâu sắc về anh cứ trở lại bên em. Những lời và sự cự lệ nước mắt cũng không làm cho con tim anh lay đau. Anh đã bước đi để lại một người với một con tim tan nát tận thân về đường trong. Vô vọng anh níu kéo vô tâm anh bước đi. Con tim anh kia chỉ biết tìm đến những điều mới lạ mà không ai biết rằng điều nào thực sự cần nó đã bỏ lại ở sau lưng. Điều thực sự cần nó cũng đã bị mất phía sau lưng. Mà không hề muốn nhớ về những lời mà nó đã từng hứa. Bởi vì sự cho cô tình nó cũng đã là người thất hứa. Nó bây giờ còn nổi tiếng thì cũng không còn. Đã dần nó chỉ biết bước tiếp con đường mà nó đã chọn bằng trong mình. Tiếng có một kẻ phụ bạc. Nó biết rằng nó sẽ nhau thì sẽ tốt thêm nên nó mua lại tất cả ở phía sau. Đợi chờ nó sẽ bước tiếp trên những con đường là tiếp nhau.